Hello, xin chào tất cả mọi người. Đầu tiên là xin giới thiệu, mình tên là Đại, biệt danh là Chim Cảnh Sài Gòn. Hôm nay Đại sẽ giới thiệu với các bạn trẻ nam ha, đang có cái nhu cầu sang bên Nhật làm việc á, thì hôm nay Đại có biết một cái chương trình là sắp tới sẽ cái công ty bên Nhật á, một cái công ty ô tô, người ta đang có cái nhu cầu là tuyển 60 bạn nam sang đó làm việc. Thì đây là một cái cơ hội rất là tốt dành cho các bạn nam đang có nhu cầu đi sang bên Nhật làm việc ha. Thì sẵn đây Đại sẽ chia sẻ về cái lịch bay, thì dự kiến là tháng 10 năm 2019 sẽ được phỏng vấn trước, sau đó mới nhập học nha. Mình gọi đây là chương trình thực tập sinh ở Nhật Bản á, là cái chương trình mà hồi xưa mình cũng từng sang Nhật làm việc và quay về Việt Nam rồi. Thì sẵn đây mình giới thiệu đó, quyền lợi các bạn là gì. Quyền lợi của các bạn là được sang một đất nước hiện đại làm việc. Thứ nhất là được sang một đất nước hiện đại đó, một đất nước hiện đại nha, được sống và làm việc ở đó, được sống và làm việc ở một đất nước hiện đại. Các bạn có thể trau dồi thêm về tiếng Nhật nè, rồi vừa học vừa làm và tiếp thu và khám phá những cái vùng miền văn hóa của đất nước Nhật. Bên cạnh đó, các bạn có thể trải nghiệm cuộc sống, văn hóa cũng như phong tục tập quán của người Nhật, có cơ hội làm việc chung với người Nhật, cơ hội rất là cao làm việc. Các bạn có cơ hội làm việc chung với các chuyên gia kỹ sư Nhật Bản. Việc mà các bạn sang Nhật á, thì cái việc các bạn sang Nhật á, là sẽ được đào tạo trước khi ở Việt Nam, đào tạo một cách bài bản trước khi Việt Nam, sau đó rồi mới bay sang Nhật làm việc. Thì các cái đối tượng mà được tham gia cái chương trình này á, cái chương trình thực tập sinh á, mình nói thêm một điều nữa là cái quyền lợi khi các bạn đi cái chương trình thực tập sinh sang Nhật á, là chúng ta có thể quay lại Nhật Bản theo cái diện gọi là chương trình, nó gọi là cái diện visa kỹ năng đặc định hay cái diện kỹ sư. Thì hai cái diện này mình sẽ nói sau, sắp tới nó sẽ có cái chương trình này, mình sẽ nói sau cái video tiếp theo. Mà quên, hãy nhấn đăng ký nha để xem các video tiếp theo nha, về sau nha. Các bạn nhấn vào cái chuông ở dưới, nhấn vào cái nút đăng ký, sau đó nhấn vào cái chuông, thì khi mà mình làm video á, mình up lên cái YouTube á, thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo và có thể theo dõi về những cái buổi nói chuyện như vậy nè. Mình sẽ chia sẻ về những cái gì mà mình đã từng sống và làm việc bên Nhật á, cho các bạn hiểu thêm về đất nước và con người, văn hóa cũng như là cuộc sống trải nghiệm ở bên Nhật mà mình đã trải qua 3 năm rồi. Rồi bây giờ mình về Việt Nam rồi đó. Thì tiếp theo là mình quay lại câu chuyện, mình sẽ nói về cái đối tượng được tham gia cái chương trình thực tập sinh này là các bạn nam nha, 60 bạn nam có cái gọi là chuyên môn về kỹ thuật ô tô, chuyên môn kỹ thuật ô tô nha các bạn. Mà không những là 100% là các bạn có chuyên môn mới được đi nha, ngoài ra còn một số các bạn trẻ có các chuyên ngành về tiếng Nhật cũng như là có sự thích thú, đam mê về cái văn hóa Nhật, thì chúng ta có thể tham gia chương trình này. Và nói thêm luôn, sẽ được đào tạo trước khi sang bên đó, cho nên cái công việc sang bên đó thì các bạn không phải suy nghĩ là nó ghê gớm lắm đâu. Nó những cái công việc sẽ được đào tạo và các bạn sẽ làm được việc. Nhưng quan trọng là sức khỏe là cái điều kiện cần. Sức khỏe là phải có rồi. Các bạn biết ở bên Nhật á, là một cái đất nước mà người ta có những cái hãng ô tô nó lớn, họ được gọi là lớn nhất thế giới á. Đó, nhiều hãng ô tô lắm, ví dụ như Toyota này. Đó, những cái hãng xe lớn mà nó có mặt trên khoảng 120 quốc gia trên thế giới. Đó, còn ngoài ra còn nhiều hãng xe khác nữa, ví dụ như là hãng Daihatsu thì mình nói cái tên nó hơi lạ với các bạn ấy, nhưng mà thực tế là bên Nhật á, cái dòng xe này là cái dòng xe nội địa mà người dân Nhật người ta rất là xài, rất là chuộng và rất là nhiều. Đó, ngoài Toyota nó còn nhiều hãng xe khác nữa. Thì tham gia là phải có lương chắc rồi. Mình nói luôn, cái chương trình nó đang tuyển các bạn đi á, thì nó yêu cầu cái mức lương là được 37 triệu đồng ấy. Thì cụ thể mức lương đó hưởng như thế nào thì mình sẽ chia sẻ một cái địa chỉ
và thời gian cụ thể ở dưới cái comment á, mình sẽ ghim lên cái comment đầu cho các bạn xem là cái thời gian địa điểm ở cái công ty nào người ta đang chọn cái chương trình này cho các bạn đi. Đây là một cái cơ hội rất là tốt nha. Cái điều kiện để tuyển dụng cái đơn hàng này thì các bạn sẽ đi sang Nhật 1 năm, điều kiện sẽ đi 1 năm. Cái chi phí nếu các bạn đi sang đó 1 năm á, thì nó rẻ lắm, các bạn bỏ ra đâu 20 mấy 30 mấy triệu à, không có nhiều, 20 mấy 30 mấy triệu à. Và trong khi đó được sống 1 năm làm việc rồi trải nghiệm rồi biết được nhiều thứ đúng không, lời á. 1 năm thôi, 1 năm mà chúng ta bỏ có 30 mấy triệu để đi sang bên đó, vừa tích lũy được vốn mà vừa có tiền nữa đúng không, rất là lợi đúng không, rất là lợi. Cái công việc này là làm về ô tô, chuyên ngành là về ô tô, các bạn sẽ được làm ở thành phố Osaka. Cái thành phố Osaka này á, mình nói thêm là mình hồi trước mình sống ở Nhật á, mình đã từng đi về thành phố Osaka. Hồi đó mình sống ở Saitama. Saitama là khu vực miền trung của Nhật Bản, còn Osaka nó thuộc là khu vực miền nam rồi, nó phía dưới miền nam của Nhật rồi, còn Hokkaido là phía ngược trên miền bắc đó. Thì cái khu vực miền nam này hồi trước mình đi du lịch á, ở bên Nhật, các bạn có xem cái video tiếp trước của mình á, là cái những cái buổi mà mình đi du lịch á, thì mình đi về đó bằng tàu điện thường á, mình đứng khoảng 12 tiếng đồng hồ để đi về tới đó. Tại vì đi du lịch bụi mà, mình phải thích như vậy á. Chứ mình lên tàu Shinkansen á, nó đi cái vèo 2 tiếng đồng hồ tới, nhanh lắm nhưng không có cảm nhận được là cái mệt, cái mệt mỏi của việc đi tàu, cái sự vui khi mà mình đổi tàu, mình bị nhầm lẫn tàu nữa, bị sai tàu nữa. Rồi trên những cái chuyến ga đó mình dừng ở đâu, mình ăn những cái món ăn gì, rồi mình thấy cái con người ở cái khu vực đó, cái giọng điệu của họ, cách sinh hoạt của họ nó có đều khác nhau, từng địa phương nó đều khác nhau. Nói chung rất là thú vị. Và mỗi nơi, mỗi tỉnh vậy nó có một cái đặc sản riêng của cái tỉnh đó. Đó, đó là mình thích đi tàu thường là vậy, mười mấy tiếng đồng hồ để trải nghiệm mà. Thì hôm nay mình chia sẻ cái đoạn video này đến 60 bạn nam ha. Không những 60 bạn nam mà nhiều bạn nữ và nhiều bạn khác nữa đang có cái nhu cầu đi đến Nhật làm việc, học tập cũng như trải nghiệm ở một cái đất nước hiện đại, một cái xứ sở hoa anh đào. Thì đây là một cái cơ hội thực sự và một cái địa chỉ mình giới thiệu với các bạn rất là đáng tin cậy. Thì hy vọng các bạn hãy nhanh tay nhanh chân đón bắt cái cơ hội này, đi đến đấy tham gia cái chương trình hội thảo thôi, hội thảo việc làm ở đó, rồi nhiều ngành nghề khác nữa, không những là ô tô đâu, còn rất là nhiều ngành nghề khác và nhiều cơ hội dành cho các bạn. Rồi mình sẽ dừng cái đoạn video ở đây ha. Mình sẽ hẹn các bạn các video nói chuyện sau, những cái buổi nói chuyện tiếp theo về những cái mình đã sống ở Nhật á, chia sẻ tiếp. Thì trong thời gian qua thì mình rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ kênh mình, cũng như comment và chia sẻ những ý kiến giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Mình xin chào ha, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo và mời các bạn xem đoạn cuối của video này ha, là một cái đoạn video giới thiệu ngắn về cái chương trình đi Nhật cũng như là thông tin và địa chỉ ha.